chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với FPT Search Channel. Oppo Reno 4 nếu mà mang so với Oppo Reno 3 thì đây là một cái sự lột xác hoàn toàn ấn tượng khi mà hãng đã mang đến cho máy rất nhiều những cái sự thay đổi cũng như mang đến cho người dùng nhiều giá trị nữa. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào đánh giá chi tiết chiếc Oppo Reno 4. Sản phẩm này thì có rất nhiều điểm đáng khen ngợi và tất nhiên cũng có một vài điểm chưa thực sự hoàn hảo. Chi tiết như thế nào thì chúng ta sẽ cùng xem video ngay sau đây nhé. Để nói về chiếc Oppo Reno 4 này thì điều đầu tiên đó chính là Oppo đã rất biết cách làm cho sản phẩm của mình trở nên cao cấp trong một cái phân khúc giá tầm trung. Và các bạn có thể nhận ra ngay điều này khi mà các bạn nhìn vào phần mặt lưng của máy. Nó có cho mình một cái sự bắt mắt và ấn tượng rất là nhiều. Và với hai phiên bản mà Oppo mang đến cho người dùng thì nó có hai cách hoàn thiện hoàn toàn khác nhau. Và với mọi cách thì nó đều có một cái điểm mạnh và một cái ấn tượng riêng của mình. Với cái phiên bản màu xanh mà mình đang có ở đây á, thì nó vẫn là chất liệu nhựa. Nhưng mà khi chúng ta sờ vào thì nó sẽ không có láng mịn như thông thường mà nó sẽ hơi sờn một chút xíu kiểu mét mịn giống như là những dòng máy cao cấp hiện nay. Và cái bề mặt của chiếc Oppo Reno 4 này nó còn có thêm những cái hiệu ứng như là kim tuyến nè và những cái đường ombre màu sắc rất là đẹp mắt nữa. Những cái hiệu ứng màu sắc này mang đến cho sản phẩm của chúng ta một cái sự cao cấp, cái mà Oppo Reno 3 trước đây chưa từng có. Oppo Reno 4 sẽ sử dụng màn hình chấm ô thay vì là kiểu màn hình giọt nước đã trở nên lỗi thời rồi. Cho nên là khi mà sử dụng màn hình trên chiếc smartphone này thì mình có một cái cảm giác rất là mới mẻ và thú vị với camera hình viên thuốc ở trên đây. Và nhìn như vậy thôi, nhưng mà đây không phải là camera selfie kép đâu nha. Nó chỉ có một ống kính camera selfie thôi. Cái còn lại sẽ là một cái cảm biến để hỗ trợ cho các bạn có thể thực hiện những cái thao tác vuốt mà không cần chạm vào màn hình. Và cái tính năng này đặc biệt chỉ có trên Oppo Reno 4. Oppo Reno 4 Pro cũng không được trang bị đâu nha. Và nó khá là mới, khá là lạ. Tuy nhiên thì mình vẫn chưa tìm được cái tính thực tiễn ở trong cái tính năng này. Bởi vì nó chỉ giúp chúng ta có thể cuộn trang màn hình khi mà các bạn sử dụng YouTube nè, hoặc là Facebook, hoặc là giúp cho chúng ta có thể nhận cuộc gọi mà chỉ cần một cái web như vậy thôi, không cần chạm vào màn hình. Nó chỉ như vậy thôi. Cho nên là mình chỉ thực hiện một vài lần đầu để cho biết tính năng này là gì, chứ mình cũng không có sử dụng nhiều. Và mình hy vọng là trong thời gian sắp tới thì Oppo sẽ cập nhật nhiều hơn những cái tác vụ mà người dùng có thể sử dụng thông qua cái tính năng này, thì nó sẽ hợp lý hơn và tiện lợi hơn. Máy sẽ được trang bị một cái màn hình lớn là 6.4 inch Super AMOLED và độ phân giải là Full HD Plus. Màn hình này thì chắc chắn sẽ có thể mang đến cho các bạn một cái chất lượng hiển thị rất là sắc nét, màu sắc thì vô cùng là rực rỡ luôn. Và một cái điểm mà mình nghĩ là cũng có rất là nhiều bạn yêu thích khi mà sử dụng smartphone, đó chính là màn hình của Oppo Reno 4 sẽ có chế độ Always On Display cho mọi người. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể điều chỉnh cái chế độ màu trên màn hình tùy theo cái gu của mọi người. Nếu như các bạn không thích một cái màn hình với nhiều màu sắc nó quá là rực rỡ thì các bạn có thể chuyển sang chế độ sRGB thì màu sắc nó sẽ dịu hơn rất là nhiều. Oppo Reno 4 sẽ được trang bị một cái cảm biến vân tay trên màn hình, và theo như trải nghiệm của mình thì cái cảm biến vân tay này nó cực kỳ nhanh và cực kỳ nhạy luôn. Nhưng mà khi mà các bạn sử dụng thì chắc chắn các bạn cũng sẽ nhận ra một điều là cảm biến vân tay nó sẽ có một cái vị trí hơi thấp một chút xíu. Và với một cái thao tác cầm máy bình thường á, chúng ta sẽ phải với một chút để có thể chạm đến cái cảm biến vân tay này. Cho nên là trong thời gian đầu sử dụng thì mình có kết hợp luôn cả nhận diện bằng khuôn mặt để cho một cái tốc độ nhận diện nó nhanh nhất có thể. Nhưng mà sau khi mà sử dụng một thời gian lâu á, thì mình cũng đã dần quen với lại cái vị trí cảm biến vân tay này rồi. Nói về camera thì Oppo phải nói là một hãng điện thoại rất là biết cách thu hút người dùng thông qua những cái tính năng trên camera của mình. Và với chiếc Oppo Reno 4 này á, thì Oppo cũng đã có mang đến cho máy rất là nhiều những cái tính năng khác nhau trên camera. Nhưng mà trong đó nổi bật nhất và mình yêu thích nhất đó chính là tính năng quay video lọc màu AI. Các bạn sẽ có thể quay một cái thước phim với chủ thể chính có màu sắc và phần background sẽ là background trắng đen, giúp cho chúng ta trở nên nổi bật hơn. Và phải nói là chất lượng quay video lọc màu AI này của Oppo Reno 4 cực kỳ tốt. Mặc dù là trong video mình có những cái sự di chuyển rất là nhiều thì nó vẫn có thể nhận diện chính xác chủ thể và background để cho một cái kết quả tách màu chuẩn xác nhất có thể. Và trong lúc quay thì mình cũng có xoay người các kiểu thì máy cũng có một cái khả năng lấy nét rất là nhanh. Và cái lọc màu AI này á, nó vừa có cả camera sau và có cả camera trước. Các bạn có thể áp dụng cho cả chụp ảnh và quay video nữa, cho nên mình nghĩ là chúng ta sẽ có thể sáng tạo nhiều kiểu ảnh khác nhau và nhiều thước phim khác nhau để có thể đăng lên TikTok chẳng hạn. Chất lượng chụp ảnh trên camera chính thì trong điều kiện đầy đủ ánh sáng, Oppo Reno 4 cho một cái chất lượng ảnh rất là ngon. Màu sắc thì tươi tắn và xử lý nhanh cho một cái bức ảnh gần như là ăn liền luôn. Và với Oppo Reno 4 này thì AI hoạt động theo mình đánh giá là rất là mượt.
Rõ nhất là trong những cái điều kiện chụp ảnh ngược sáng thì máy sẽ tốn tầm khoảng 1 giây để nhận diện gương mặt và sau đấy sẽ làm sáng vùng có chủ thể đứng, lấy chi tiết vùng trời sáng phía sau và cho ra sản phẩm làm ưng mắt người dùng nhất. Thi thoảng thì nó sẽ làm mặt hơi lố một tí, ví dụ như là ảnh này, mặt bị làm sáng quá là sáng luôn. Màu sắc camera Oppo khi mà kết hợp với màn hình cho bức ảnh tương đối là rực rỡ và khá là nịnh mắt. Mình nghĩ là với đại đa số người dùng thì sẽ thích cái màu sắc này. Với các bạn nữ thì chắc chắn là hầu hết mọi người sẽ ưng thôi. Rõ ràng thì Oppo đã chịu lắng nghe và tìm hiểu người dùng khi mà trang bị quá nhiều tính năng thú vị như vậy. Thêm nữa là hai chế độ quay video siêu ổn định và siêu ổn định tối đa cho các video quay cực kỳ mượt và không cần đến gimbal bất kể là video bằng camera trước nữa. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, mặc dù được trang bị rất là nhiều những cái tính năng mới trên camera, nhưng mà nếu so với Oppo Reno 3 thì Oppo Reno 4 vẫn có một số thứ chưa thực sự được Oppo để tâm cho lắm. Các bạn có một cái camera chụp cận cảnh 2 megapixel, nhưng mà để mở được nó thì nó cũng hơi cầu kỳ một chút xíu. Các bạn phải vào chế độ chuyên nghiệp nè, rồi chọn sang camera macro. Nhưng mà chưa kể đến là chất lượng và màu sắc của cái camera macro này nó cũng khá là tệ và gần như là mình không có dùng đến cái camera macro này luôn. Đó là những cái ý kiến riêng của mình. Tất nhiên là khi mà đánh giá thì mình phải đi vào chi tiết một chút xíu để giúp cho các bạn có được một cái nhìn rõ hơn về camera trên Oppo Reno 4. Còn đối với những cái trải nghiệm thông thường thì camera Oppo Reno 4 có thể đáp ứng rất là tốt những cái nhu cầu chụp ảnh khi mà các bạn đi du lịch hoặc là chụp ảnh thường ngày của các bạn chẳng hạn. Một cái điều đặc biệt cũng rất là thích trên chiếc Oppo Reno 4 này là nó có khả năng chụp đêm và xử lý rất là tốt luôn. Cụ thể thì việc chụp ảnh trong hang động tối như thế này, mất tầm vài giây để giữ máy bằng tay và rồi máy xử lý cho những cái bức ảnh rất là thuận mắt của mình. Về cấu hình thì con chip Snapdragon 720G trên Oppo Reno 4 là quá đủ cho mình ở những cái trải nghiệm thường ngày của mình, ở rất là mượt mà và ổn định. Còn đối với những bạn nào mà chúng ta thích chơi game á, thì với những cái tựa game phổ biến hiện nay như là PUBG hoặc là Liên Quân Mobile thì các bạn vẫn có thể chiến tốt trên Oppo Reno 4 này. Nhiệt độ khi mà các bạn chơi game liên tục á, thì nó cũng không có quá là nóng và quá khó chịu. Oppo Reno 4 chỉ được trang bị một cái viên pin là 4015mAh thôi, nhưng mà với công nghệ sạc nhanh 30W của máy thì mình không có bị gián đoạn trong cái trải nghiệm của mình á. Có nghĩa là điện thoại hết pin thì chúng ta chỉ mất một cái thời gian ngắn để có thể sạc đầy thôi. Thông thường thì để sạc đầy cái viên pin của máy thì mình chỉ tầm khoảng dưới 1 tiếng là có thể sạc đầy rồi. Nói chung là với một cái định giá là 8.490.000 đồng ở thời điểm ra mắt thì mình thấy là Oppo Reno 4 hoàn toàn xứng đáng với cái mức giá này. Và Oppo cũng đã rất là nỗ lực khi mà mang đến cho người dùng một sản phẩm với một cái ngoại hình rất là cao cấp và những cái trải nghiệm mới trên màn hình camera để cho các bạn có được một cái sự thú vị hơn khi mà sử dụng điện thoại. Và hiện tại thì các bạn đã có thể đặt hàng chiếc Oppo Reno 4 này tại trang web ltshop.com.vn với rất là nhiều những cái phần quà thú vị. Chi tiết hơn thì các bạn có thể bấm vào đường link bên dưới phần mô tả nha. Còn giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.